Tôi buồn dở, tôi buồn dở. Tôi buồn dở chứ không ai ai. Coi như vậy là Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 các bạn. Đến giây cuối cùng luôn bạn ơi. Ok các bạn ơi. Đây là Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 trên sân của Thái Lan luôn. Okay. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì là ngày mùng 5 tháng 6 nha các bạn. Là ngày rất đặc biệt, hôm nay Việt Nam gặp Thái Lan tại Thái Lan các bạn, giải King Cup này các bạn thấy cực kỳ đông không? Hôm nay mình quay cho bạn xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan nha. Đây là tại các cái quán cà phê cỡ cả nước luôn ạ, rất là đông. Và mình quay cho bạn xem là trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, rồi thì cập nhật thông tin cho các bạn xem nha. Hôm nay hiện tại là các quán cà phê đông lắm, đông lắm. Trận đấu diễn ra rồi. Ok. Nói chung là mình tính là đi xuống phố đi bộ Nhân Huệ, nhưng mà thôi rồi coi đâu được thì xa quá. Thắng 1-0 các bạn. Đến giây cuối cùng luôn bạn ơi. Ok các bạn ơi. Đây là Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 trên sân của Thái Lan luôn. Chung kết là phải coi. Hôm nay đá không có hay bạn ơi, nhưng mà vẫn thắng được rồi. Ok.